nhau từng kia đầu tiên một để tạo được tượng. Em đã mất quá nhiều thời gian em chưa kịp làm gì hết. Và tôi thấy một điều rất là hay, đó là sự tương tác giữa ban giám khảo với thí sinh ngay từ những vòng loại. Đợi thì 13 phút nhưng trời chơi của người bạn nhiều. Mình đã chọn 10 bước cung cầu theo người đạt được. Trò chơi cuộc đời, trời cho người đùa. Họ chơi gì thời thì mình mời lời cười hùa. Các bạn là một công viên bơi mà chứ không có gì khác ở đâu. Ngày hôm nay là cố tình là coi như là mặc đồ cho nó lạ với mọi người. Ai nghiệm đi chen làm luôn. Có thiệt đời em trốn đâu cũng phát em nghiệm ngã dễ sợ luôn á. Kỳ thưa các quý vị, cuộc thi Ánh Vàng tiền thân là cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2003. Đây là một chương trình được đánh giá là cuộc thi lần đầu tiên tổ chức có quy mô lớn và mang tính chất chuyên nghiệp dành cho người dẫn chương trình. Và thông qua cuộc thi này đã có rất nhiều những gương mặt người dẫn chương trình truyền hình tạo được niềm tin cũng như những hiệu ứng tốt nơi khán giả và tạo được thiện cảm đối với khán giả xem truyền hình. Trong suốt năm vừa qua, với tiêu chí luôn luôn sáng tạo và đổi mới nhằm mang tới cho khán giả những giây phút xem những chương trình có tính chất chất lượng cao. Chính vì vậy, cuộc thi của dân chương trình truyền hình đã có rất nhiều đổi mới. Và năm 2016 lại cũng vậy, với những đổi mới thực sự thú vị cùng với những phần thi hấp dẫn sẽ mang lại cho khán giả những giây phút thưởng thức những chương trình truyền hình thực sự ấn tượng. Kính thưa tất cả quý vị, ngay từ tên gọi của cuộc thi bắt đầu từ năm 2016, cuộc thi được chính thức gọi tên là cuộc thi Én Vàng. Và năm nay cuộc thi với hai bảng thi tiềm năng dành cho các bạn thí sinh là những người đã tham gia dẫn những chương trình nhỏ, những chương trình có tính chất quy mô nhỏ. Và bên cạnh đó có cuộc thi bảng toàn năng dành cho những bạn thí sinh là những người dẫn chương trình đã quen mặt với tất cả khán giả truyền hình, đã từng tham gia dẫn những chương trình lớn. Và ngay bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn clip sau để hiểu thêm về những đổi mới của cuộc thi năm nay. Mới là nói câu muốn đi xuống luôn. Vấn đề của bé là gì cơ? Vì là rất là nhiều MC dùng có người nói rằng, có câu nói rằng và ngay từ đầu có lẽ là mất sự quan tâm khán giả thì tất cả mọi người đều nghe rồi. Với các phần thi của năm nay, tôi có thể gọi đó là một cuộc cách mạng chương trình thi người dẫn chương trình năm 2016. Tuy không biết chỉ một lần này nhưng một bài lát cắt thôi, thì nhưng chúng ta đã thấy được sự hấp dẫn và sự mới lạ của cuộc thi năm nay. Và để tạo được sự mới lạ hấp dẫn ấy thì chắc chắn ngay bây giờ xin giới thiệu với quý vị về một thành phần đã góp phần tạo nên những yếu tố này. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những thí sinh của năm nay. Như không mình đã chia sẻ, năm nay có hai bảng, bảng Én Tiềm Năng và bảng Én Toàn Năng. Với bảng Én Tiềm Năng thì các bạn đã phải trải qua những vòng tuyển lựa rất rất cao để chọn ra 6 bạn có mặt trong vòng chung kết. Còn với bảng Én Toàn Năng thì đây là những gương mặt đã được hội đồng tuyển lựa tuyển chọn từ những thành tích cũng như quá trình làm nghề của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời giới thiệu của các thí sinh ở hai bảng Én Toàn Năng và Én Tiềm Năng. Xin kính chào tất cả quý vị, đó xin được phép mở màn với phần giới thiệu của mình. Từ nãy giờ thì mọi người cũng đã thấy hình ảnh rất đẹp của Én Vàng 2016. Và có thể nói đây là một sự đổi mới của Én Vàng. Nhưng nhìn lại chúng ta thấy những gương mặt cũ, những gương mặt rất quen đúng không ạ? Quỳnh Chi, Quang Bảo, một vài người bạn của Dustin đã từng làm việc trong ngành MC rồi. Và Dustin thì quý vị chắc cũng có xem những chương trình giải trí dành cho giới trẻ MTV. Dustin cũng đã làm VJ được 3 năm. Năm nay thì Dustin đến đây với một tư cách là một người trải nghiệm công việc mới, đó là MC truyền hình. Và Dustin hy vọng là tất cả quý vị sẽ ủng hộ cho chị Dustin và tất cả mọi người ở đây. Bởi vì công việc này không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng đối với Dustin, Dustin thích mình là người bình dân, thích mình nói thẳng, nói thật, nói những điều từ trái tim mình. Và có một điều mà Dustin thấy đó là MC thì ít ai mà chịu hát rap. Thôi thì Dustin tặng một bài rap mà Dustin rất yêu thích. Một bài tên là Trời Cho của Suboy, người bạn thân của Dustin. Mời quý vị cùng nghe. Đen như kiên nhẫn chơi vé số 10 cộng 2 năm 1 lần trúng số số. Sắp mua được ô tô lại thuộc 4 năm số. Trúng 100 đồng Việt Nam chưa có đủ bù lỗ. Đen như buổi tối đẹp mùa hè, bên anh buổi tối lại mang bài hát em nghe. Nhẹ nhàng em nắm tay có điều chi thỏa thẻ. Ông ơi tôi xác định rồi, hai đứa mình là một phe.
gần như 17 bước như trò chơi của 17 nhường. Mình thì chọn 10 bước cung cầu theo người đã cường. Trò chơi cuộc đời, trời cho người đùa. Họ chơi gì ơi thì mình mời lời cười hùa. Tình hình một mình nhà lầu chỉ mình giàu sang như vua chúa. Nhưng mình sẽ tình thiệt ra đen đúa. Và đời vậy là hay, it's been a crazy day. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt su má chèo trôi bên mày. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt su má chèo trôi bên mày. Khi mà trò chơi cuộc đời trời cho cười đùa. Trò chơi cuộc đời trời cho cười đùa. Họ chơi vì thời thì mình mời lời cười hùa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời đến Justin. Cảm ơn Justin, không biết gọi phải là rapper, là diễn viên hay là MC nữa. Thật ra thì tất cả những gì mọi người muốn nói, Justin đã nói hết rồi. Vậy thì Hà Trinh cũng xin phép là một vài màu sắc của riêng mình. Nếu như Justin là một chàng trai rất là sôi động, mang tính chất freestyle đường phố, thì Trinh lại muốn mọi người nhớ đến mình như một cô gái ngọt ngào, yên kẹo rất là dễ thương nhưng mà không hề dễ nuốt. Và hôm nay Trinh có một bài thơ nho nhỏ để miêu tả sơ sơ về tính cách sến sẩm của mình, mong mọi người lắng nghe. Ai cấm tôi làm thơ, ai cấm tôi mơ mộng, cuộc đời để sống thì mình cứ sống đi, nhìn xem tôi có gì. Ôi âm thanh ánh sáng, đằng sau là bè bạn, giám khảo rất tài cao, chúng tôi cũng khát khao làm nên án 2016. Hãy ủng hộ cho 12 thí sinh của chương trình năm nay nhé. Cảm ơn quý vị. Đó là cô gái như Hà Trinh của khu vực miền Nam rất là ngọt ngào. Và khi mà đến với cuộc thi án vàng thì Phong Linh hay được nhận được câu hỏi là một cô gái nhỏ nhất trong dàn án năm nay thì liệu sẽ mang đến điều gì đến với cuộc thi án vàng, và liệu là ngoài việc đến với sân chơi này để học hỏi thì Linh sẽ thể hiện mình như thế nào. Thì người Bình Định của Phong Linh có một câu nói rằng muốn biết bầu đá măng ra sao thì chúng ta cần phải nếm thử, đúng không ạ? Anh Justin ơi, anh có muốn nếm thử không ạ? Dạ đây ạ. Muốn đếm thử rượu cầu đá thì phải đúng cách. Đầu tiên khi mà mở bình rượu thì phải ngửi hương. Phải ngửi hương rượu, thử xem ạ. Sau đó sẽ phải rót rượu. Và vừa rót vừa tràn thì mới không thể hiện được đó là rượu này mát lành. Khi chạm vào da thì ấm, nhưng khi ngậm vào miệng thì sẽ mát ạ. Ngày hôm nay thì mời anh Justin, chúng ta sẽ trước khi uống thì chúng ta còn phải ngậm, sau đó ngấm và mới đến rượu thì mới có thể uống rượu bầu đá đúng kiểu. Xin mời. Mình ngậm bao lâu em? Dạ, cái này là tùy theo khẩu vị của mỗi người. Ly đầu tiên thì mình cứ ngậm thử 3 ly đi ạ. Xin mời quý vị ạ. Dạ, xin mời. Ngậm 3 ly. Nuốt đi em. Ngậm đi. Dạ, ok. Dạ, mời cạn ly ạ. Cảm giác như sao ạ? Đáng lẽ là mình phải thể hiện là rượu ngon chứ. Nếu như mà không lên mang rượu thì mình lên. Dạ vâng, chỉ là đùa thôi ạ. Nhưng mà không lên cũng hy vọng là mình cũng sẽ giống như rượu bầu đá chính thiệt. Trong cuộc thi này, mình sẽ tạo cho tất cả quý vị khán giả một độ say của chất rượu bầu đá nguyên chất đến từ Bình Định. Xin được cảm ơn tất cả mọi người. Em gái Phục Linh của gia đình mình rất là dễ thương, đúng không ạ? Em chào các anh chị. Chứ bây giờ các anh chị đang hỏi là Chi ơi, sao giờ này em thi lắm thế? Còn tiền xài không? Kiểu vậy đúng không? Thực ra các anh chị thân mến, em muốn chia sẻ một câu chuyện như thế này. Các anh chị hiểu giùm em là tại sao giờ này em bị nghiền đi thi. Tức là cái ngày mà em dần chương trình, trước một ngày thi thì em mới xem các bạn lực lượng cái đằng sau lưng em bây giờ nè, các bạn nhìn trước. Thì đêm đó em thức đến 3 giờ sáng. Thì em nói là các bạn vừa giỏi, các bạn vừa đẹp, các bạn lại vừa quá nhiều tài lẻ. Vậy thì mình phải làm cái gì để mọi người có một cái điểm nhấn về mình trong cái buổi thi? Thì các bạn rap được, các bạn hát được, các bạn làm tùm lum hết. Thì em thức đến 3 giờ sáng và lần đầu tiên trong đời các anh chị, lần đầu tiên trong đời mà hoàn cảnh cái cuộc thi đẩy em tới là em phải biết nhạc chế. Em phải chế lời cái một bài hát lần đầu tiên trong đời em. Thế thì em chế được hết nguyên một bài. Và tại bữa đó hồi lượng cho em hát có 4 câu thôi. Thì ngày hôm nay mọi người nói là chị ơi, em hát lại cho các anh chị nhà báo có mặt sáng nay nghe. Thì em sẽ hát cho các anh chị nghe cái câu mà em thức đến 3 giờ sáng chế lời nha.
Phận là con gái chưa một lần đi thi, lội ngược đi thi là phải thi cho một vài lần. Lòng dạ bâng khuâng, mình thì lỡ sớm biết cất đâu cái mặt bây giờ. Cảm ơn Quỳnh Chi. Xin chào các anh chị. Tôi tên là Trần Tuấn Đạt, có lẽ là một người được cho là ngoại đạo duy nhất của top 12 năm nay vì tôi hiện đang là giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà tôi cũng không để cái mác ngoại đạo của mình để các thí sinh khác lớn ác mình đâu. Và bây giờ tôi sẽ được gửi tới toàn thể quý vị một đoạn rap do chính tôi biên soạn. Nhưng mà rất là tiếc là hôm nay cái bạn học trò mà phụ Tuấn Đạt làm beatbox thì do đang học cái môn mà không phải Tuấn Đạt đang dạy nên là không có chốt được. Nên là Tuấn Đạt sẽ trình bày một mình. Còn nếu mà các anh chị muốn xem cái đoạn full version thì hãy đón xem trên HTV9 vào ngày 29 tháng 9 sắp tới các anh chị nhé. Sau đây thì em xin phép được bắt đầu ạ. Tên tôi là Tuấn Đạt, mọi người vẫn gọi là thầy Bell. Năm nay vừa tròn 28, đẹp trai xinh tay nhưng không thấy ai theo. Trẻ trung một sắc màu cá tính, sáng tạo tài năng đầy hóm hình. Em vào 2016, Tuấn Đạt tôi đến đây để cháy hết mình. Remember me, Tuấn Đạt chàng trai 28 từ Đồng Nai. Yeah, remember me, Tuấn Đạt em và I come here to shine. Remember me, Tuấn Đạt chàng trai 28 từ Đồng Nai. Yeah, remember me, em và Tuấn Đạt I come here to shine. To the DAT, Tuấn Đạt. Cảm ơn Tuấn Đạt rất là nhiều và may mắn cho anh là Tuấn Đạt nằm ở bảng én tiềm năng, chứ phải bảng én toàn năng, nếu không thì lại có thêm một người cạnh tranh với mình nữa. Thưa quý vị, tôi là Phương Hiếu và có lẽ nếu như chúng ta làm cùng ngược dòng thời gian thì năm 2008 tôi đã mạnh dạn đăng ký thi người dẫn chương trình lần đầu tiên, và lần đó chắc cũng nhờ một tí may mắn được giải ba và được những công việc đến với tôi nhiều hơn. Nhưng mà cái quan trọng là trong các bạn đứng ở đây, nào là Bảo Anh, Quang Bảo, Quỳnh Chi, Lưu Hà Trinh, Justin Nguyễn và các bạn còn lại thì gương mặt nào cũng vô cùng quen thuộc của chúng ta. Xin lỗi không kể tên các em, nó tại vì dài quá, các ngắn lại quá. Và quý vị cũng biết là những gương mặt này đều có cá tính riêng cả, có người rap được nè, rồi có người uống rượu được ngay trên sân khấu, nhưng mà rượu giả thôi, xin lỗi anh đã nhắc lại. Anh nhắc lại rượu thật thì phải xem trong đêm đầu tiên lên sóng đúng không nào, là rượu thật. Lúc đó mặt nhăn dữ lắm chứ không mặt đẹp như bữa nay. Đến với cuộc thi này có lẽ là nhiều người tôi tin chắc rằng trong suy nghĩ của một ai đó sẽ nghĩ rằng tôi là người dẫn chương trình của thế hệ cũ 8 năm rồi ạ. Và quý vị thắc mắc là tôi sẽ làm được gì khi mà đến với cuộc thi năm nay, yêu cầu sự đổi mới và yêu cầu sự mang đến nhiều sự mới mẻ hơn. Nhưng tôi quan niệm rằng người dẫn chương trình dù cho thế hệ cũ hay mới, cái quan trọng vẫn là khán giả hiểu mình, đồng cảm với mình và ủng hộ mình. Nếu nói người dẫn chương trình của thế hệ cũ thì có lẽ anh Quốc Bình đã không xuất hiện ở đây với một vai trò rất vinh dự đấy các bạn. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ còn mang đến nhiều điều thú vị nữa. Tất cả hãy chờ xem ngày 29 tháng 9 thứ năm 8:30. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Phương Hiếu về một phần giới thiệu rất là dễ thương vừa rồi. Và Quốc Bình ơi, anh đừng buồn nhé, anh chỉ lớn hơn em có chút xíu thôi, khoảng 10 tuổi thôi à. Và quý vị ơi, và chú có một câu hỏi muốn gửi đến cho tất cả quý vị. Liệu rằng trong 20 năm đầu tiên của cuộc đời quý vị, điều gì, vật gì đã khiến cho cuộc đời của quý vị đang đi thẳng tắp như thế này, đột ngột rẽ ngoặt sang một hướng khác? Chắc chắn tất cả chúng ta đều có những lý do, những câu chuyện và những
dài dài tròn tròn hình trụ. Mà Ngọc Trúc đang cầm trên tay đây ạ, à, và là chiếc micro ạ. Dạ, đó mấy anh chị, bởi vậy không có được nghĩ bậy nha. Dạ, và chiếc micro này Ngọc Trúc nghĩ rằng nó sẽ là một vật có thể kết nối ở trên sân khấu cao này xuống dưới quý khán giả đang ở dưới kia, thậm chí những người ở sâu ở cuối khán phòng. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua chiếc micro này, chúng tôi sẽ phát tán được âm thanh, sẽ đưa được lời nói từ trái tim đến trái tim và kết nối tất cả mọi người với nhau. Và quý vị ơi, hãy ủng hộ cả 12 ca nén của chúng tôi nha. Cảm ơn Ngọc Trúc rất là nhiều. Trời, có lẽ là lâu lắm rồi con bảo có đi cái buổi họp báo của mình. Sau cái buổi họp báo chắc chắn nó nhiều tin nhập cơm tính như vậy luôn á. Nào là Ngọc Trúc giáo dục cái tính mà giám khảo. Rồi bên cạnh đó là Phong Linh dụ trai hát ráo bằng rượu giả. Rồi nào là Quỳnh Chi hát nhạc không xin bản quyền. Các chị nhớ dùng mấy cái tiếp đây nha. Thực ra là nếu như mà nói về gọi là tài năng để cho mọi người nhớ đến Quang Bảo á, thì Quang Bảo không có kiểu mà hát đàn nhảy nhót hay là chiêu trò sân khấu hết trơn á. Tiếp điều bây giờ mọi người muốn là bằng một đồn sân khấu thôi hả? Tại vì Quang Bảo là một công viên bơi mà chứ đâu có gì khác đâu. Ngày hôm nay là cố tình là coi như là mặc đồ cho nó lạ với mọi người, ai ngờ đi chen làm luôn. Thì đợi em đốt đâu cũng phát em nghiệp ngã dễ sợ luôn á. Thì thôi thì anh tin nữa. Thì thật ra là trước đây thì mọi người biết Quang Bảo như là một vận động viên bơi lội hoặc là kình ngư. Thì thôi với cái tình hình mà bữa giờ là Sài Gòn cố thủ dữ quá, thì em có là kình ngư em bơi cũng không nổi luôn, em bơi cái gì cũng lạc như chỗ nào á. Thì bây giờ là em sẽ cố gắng em làm sao sau buổi thi này em sẽ biến thành cái én này, em bay thiệt là xa để em có thể đi đâu đó và có thể gắn kết mọi người lại với nhau. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho Quang Bảo cũng như tất cả các sinh ở đây. Những thông tin mà anh vừa cung cấp thì tôi mới biết rằng anh Quang Bảo vốn dĩ xuất thân là một kình ngư, là một vận động viên bơi lội, và bản thân tôi không phải vận động viên bơi lội chuyên nghiệp nhưng cũng là đội tuyển của nhà trường tham gia và đạt giải cấp tỉnh rồi, và có lẽ vì vậy mà tôi cũng đã có thêm được một chút chiều cao và sánh với anh Quang Bảo. Sao em lại sánh với anh? Em lại sánh với Quỳnh Chi chứ? Ở đây có rất nhiều người để sánh và tôi nghĩ là tôi không theo vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, nhưng mà tôi lại cũng có một khát khao được trở thành một phóng viên biên tập viên và cũng rất là mong muốn được trở thành MC trên truyền hình, và đó cũng chính là ước mơ khiến tôi trở thành học hành chăm hơn và tìm nhiều cách để được đứng trên những sân khấu. Và ngày hôm nay đứng trên sân khấu này cũng chính là một phần trong ước mơ của tôi đang thực hiện dần dần, mặc dù nó đã bị mai một, bị quên lãng một thời gian và bị nhỡ dở một thời gian. Và ngày hôm nay quay trở lại thì cũng giống như Quỳnh Chi vừa chia sẻ lúc nãy rằng là đúng vào cái dịp mà cái chương trình đã thay đổi format với rất nhiều điều hấp dẫn nhưng mà cũng khó khăn cho những thí sinh như chúng tôi, và thử thách như thế nào thì quý vị hãy đón chờ. Còn ngày hôm nay tôi cũng rất là mong muốn quý vị biết đến một vài làn điệu chèo của quê hương Ninh Bình, một cái nôi của Ninh Bình. Và ngày hôm nay cái câu hát của tôi muốn thể hiện là cũng hợp với hoàn cảnh của tôi lắm. Đó chính là khi mà bước chân đi thi cuộc thi này thì cũng có một lời hứa với một người bạn là anh chưa thi đỗ thì em chưa có gì đó. Và có phải động phòng không ạ? Động lòng, đúng không? Động lòng gì đó. Vậy thì nó cũng hợp với cái câu thơ, mấy cái câu chèo trong vở Lưu Bình Dương Lễ. Khi mà anh Lưu Bình chuẩn bị đi thi thì nói chuyện với nàng Châu Long như thế này. Lưu Bình với Châu Long mặc dù 3 năm trời nhưng mà cũng chưa có động phòng gì cả. Và cô gái Châu Long cũng nói rằng là anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Nhưng mà ngày hôm nay động lòng quá nên là Lưu Bình mới nói rằng Châu Long nàng ơi, ngoài vườn trăng đang tỏ, hoa đường sương tươi nở, phong cảnh thật hữu tình, muốn cùng nàng thâu canh, nhấp chén rượu ân tình cho đỡ nhớ. Tiếp xin chàng miễn thứ. Kìa, nếu không ra là nàng còn giận, ta ra đi xem hận muôn phần. Thơ văn quyển tổ sẽ đi xác không hồn. Công danh sự nghiệp như vậy là cũng chưa đạt đâu nàng ngàn. Đó chính là một bài hát. Tại vì là nhìn
đi bầu đá, cảm giác cũng thấy động lòng lắm ạ. Chừng với là cái ánh mắt rất là sao xuyến, cuốn hút, xoáy sâu vào lòng như thế này thì rất là sợ hơn. Cảm ơn Châu Long Nàng nhé. Cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị và hy vọng rằng quý vị sẽ cùng đón xem và ủng hộ cho tất cả chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn cả rất là nhiều. Chưa quý vị, chắc là nãy giờ ba anh thấy rằng là với ban giám khảo khi mà theo dõi vòng đầu tiên thì cũng biết là ba anh chuẩn bị làm gì. Nhưng các anh chị phóng viên thì các bạn không. Nhưng một câu hỏi đặt ra khi nhìn thấy cho ba anh trong một cái bộ dạng như thế này. Thưa quý vị, có người hỏi ba anh một cái câu như thế này là tại sao lúc trẻ, lúc mà tuổi đôi mươi như các bạn ấy tiềm năng ba anh không có đi thi. Bởi vì đối với ba anh luôn luôn có một suy nghĩ là phải lập gia đình trước, ổn định cho gia đình của mình, rồi sau đó ước mơ của mình dù mình ở lứa tuổi nào đi chăng nữa không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là quá muộn để bản thân mình phải cố gắng mỗi ngày để mình có thể sống hết với cái đam mê của mình. Và đó là điều mà ban muốn hướng đến cho riêng bản thân mình và cho tất cả các chị em phụ nữ. Có thể ở nhà chúng ta là những người phụ nữ dành cho gia đình với một chiếc váy rất là đơn giản như thế này, mình làm gì ạ? Chăm sóc cho gia đình của mình, những bữa cơm cho cả gia đình thật là hạnh phúc, lo cho con mình. Và con ba thì bây giờ là ba về những giai đoạn những năm đầu đời hết sức quan trọng với một đứa trẻ. Thưa quý vị, dù sự nghiệp của chúng ta dừng lại ở một khoảng thời gian nào đó, nhưng đối với con chúng ta tuổi thơ sẽ không lặp lại lần thứ hai, và ba dành hết tất cả những điều đó cho gia đình và cho đứa con yêu quý của mình. Nhưng quý vị biết không, khi mà đến với cuộc thi lần này á, thì ba thấy là bạn nào cũng rất là dễ thương, những cái người đồng nghiệp ở bên ngoài công việc MC của ba anh, những bạn trẻ, bạn nào mỗi người đều có cá tính. Nhưng mà có điều đó làm cho ba anh ba anh khi quay trở lại với cái công việc này cảm thấy mình tự tin, bởi vì mình cũng biết là mình sẽ có một cái màu, và màu đó là MC bỉm sữa. Những người thuộc về rất nhiều với chị em phụ nữ đúng không ạ? Ở dưới kia ba biết các chị phóng viên nữ cũng có nhiều chị làm gia đình và cũng đồng cảm với ba điều đó. Và quý vị biết rằng là dù chúng ta khoác trên mình cái vai trò như thế nào, nhưng với công việc là một MC, khi bước lên sân khấu, bọn anh là người của công chúng. Và bọn phải thoát đi được cái xác, cái vỏ của mình. Và quan trọng là đến với cuộc thi này, bọn cũng muốn mình lột xác hoàn toàn từ trong tư tưởng. Những cái gì đã cũ của mình cố gắng, mình làm mới nó lại. Không biết quý vị có muốn thấy bọn anh lột xác không ạ? Để giúp cho các anh ánh sáng có thể điều khiển được ngay tại sân khấu này, ba xin được mời quý vị hãy cùng theo dõi ba đột sáng. Truyền tải những thông điệp. Nhà báo thì mong muốn là mình sẽ có nhiều độc giả hơn, xem
tờ báo của mình, xem đài của mình. Còn những người dẫn chương trình như là tất cả tụi em ở đây thì mong muốn có đó là nhiều người lắng nghe mình hơn, lắng nghe những gì mình chia sẻ và truyền cảm hứng. Chính vì thế mà em đến với Én Vàng 2016 để có được thật là nhiều quý vị khán giả theo em. Dù em không biết là em sẽ đi được đến đâu, đi được bao xa, nhưng cứ mỗi đêm như vậy là có thêm nhiều người nghe em nói rồi. Và như vậy là đủ với em và em nghĩ là cũng đủ với tất cả các bạn. Chúng ta vừa lắng nghe giới thiệu của các thí sinh trong cuộc thi năm nay. Và xin giới thiệu với tất cả quý vị một lần nữa. Phía bên tay phải của chúng ta đó chính là các thí sinh ở bảng Én Toàn Năng. Và phía bên tay trái đó là các thí sinh của bảng Én Tiềm Năng. Thêm một lần nữa chúng ta dành lòng trọng lên chào tay thật nồng nhiệt. Và bây giờ thì xin mời các bạn có thể trở về vị trí của mình. Quý vị thân mến, với những lời giới thiệu của các thí sinh thì chúng ta đã thêm phần nào cảm nhận được lý do tại sao cuộc thi năm nay lại hấp dẫn. Từ trước tới giờ thì chúng ta luôn luôn thấy các MC trên sân khấu có phong cách rất là chỉn chu, rất là chính trạng và không có ngăn cách bao giờ. Thế nhưng năm nay, từ các bạn thí sinh cho tới các thành viên của ban giám khảo, chúng ta thấy họ rất quen nhộn, rất tếu táo, mang lại những tiếng cười, mang lại những niềm vui. Và điều đó đã kích thích sự sáng tạo của mỗi thí sinh để giúp họ tỏa sáng hơn trong cuộc thi. Và chúc cho các bạn thí sinh của chúng ta sẽ gặt hái được thật nhiều thành công. Và lúc này đây, cũng cho phép mình xin được giới thiệu với quý vị đại diện của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự buổi họp báo của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu nhà báo Thái Đình Trung là trưởng ban chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu. Thì bên cạnh đó cũng là một trong những nhân tố tạo ra những điều hấp dẫn và thú vị cuộc thi, đó chính là thành phần ban giám khảo. Và ngay bây giờ đây thì Quốc Bình xin được giới thiệu với quý vị cũng như mời các thành viên của ban giám khảo sẽ cùng lên bảng trưởng ban. Người đầu tiên của mình muốn giới thiệu với quý vị đó là một nhà báo và cũng là một MC có ngôn ngữ vô cùng sắc sảo và cuốn hút người nghe. Bên cạnh đó thì phong cách dẫn chương trình cử tri cũng vô cùng tự nhiên và hấp dẫn. Xin giới thiệu nhà báo Trác Thùy Miêu. Xin mời chị cùng bước về bàn trưởng bạn. Và người thứ hai của mình muốn giới thiệu với quý vị đó là một biên tập viên và cũng là một người dẫn chương trình có ngôn ngữ giàu hình tượng và đậm tính văn học, với một phong cách dẫn chương trình vô cùng chân chạc. Xin được giới thiệu đó chính là nhà báo Phương Lập. Vị giám khảo thứ ba xin được giới thiệu với tất cả quý vị, anh là một giảng viên đại học và cũng là một nhà báo. Bên cạnh đó anh cũng là một nhà sản xuất chương trình truyền hình và một người dẫn chương trình đầy sôi nổi. Xin được giới thiệu với quý vị đó là MC Tùng Leo. Thành viên thứ tư của ban giám khảo xin được giới thiệu cùng với toàn thể quý vị đó là một đạo diễn chương trình truyền hình có rất nhiều sự sáng tạo mang tới cho khán giả những chương trình truyền hình vô cùng hấp dẫn. Anh cũng là tổng giám đốc của công ty truyền thông Hang. Xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, tổng đạo diễn của chương trình Én Vàng. Câu hỏi của quý nhà báo gửi đến rõ ràng là theo bản thân của Phương Hiếu tham gia cuộc thi này, ngoài việc là thể hiện những gì mình có trước đây và cũng muốn xô đổ đi cái quan niệm rằng người dẫn chương trình đã tham gia nhiều năm rồi sẽ không có những đột phá để phù hợp với những chương trình mang tính hiện đại, mang tính đổi mới. Tại vì rõ ràng theo tiêu chí mà chúng tôi đặt ra đó chính là người dẫn chương trình không phải là sinh ra chỉ để dẫn một chương trình của một thời kỳ nào đó, mà người dẫn chương trình phải là người truyền tải được những thông điệp mà những nhà sản xuất mang đến. Đồng thời ý thứ hai mà cũng trở lại cuộc thi Én Vàng 2016 này chỉ đơn giản là muốn đánh thức những nhà sản xuất ra những chương trình phù hợp với thời đại mới để chúng tôi có thể tham gia vào những chương trình. Nghĩa là có cung phải có cầu, nếu mà chỉ chúng tôi đổi mới mà những chương trình truyền hình chúng ta đang có hiện nay không đổi mới, chúng tôi không có đất để diện. Cũng như ngược lại, có bị sản sinh ra những chương trình đổi mới ở hiện đại nhưng chúng tôi không đổi mới, chắc chắn chúng tôi sẽ không phù hợp. Xin cảm ơn. Trong cái phòng này từ sáng đến giờ thì em cũng được mấy anh chị, năm số anh chị hỏi là tại sao em lại đi thi Én. Mặc dù mọi người đều biết công việc dẫn chương trình là công việc chính của em, nhưng mọi người đều hỏi vậy. Thì em nghĩ là do là chúng ta đều có một suy nghĩ, khi mà nói đến một cuộc thi á thì chúng ta được hay nghĩ đến cái mức đầu tiên. Đó là nếu mà mình không được đầu cao thì sao? Ảnh hưởng đến hình ảnh, ảnh hưởng đến những cái gì mình đã xây dựng trong thời gian vừa qua. Thì có thể nói là trong cái thời gian mà em tham gia nhiều cuộc thi thì em nhận ra một điều các anh chị, đó là trong những cuộc thi trước khi chúng ta nói đến những cái mốc
thì chúng ta quên mất rằng chúng ta cũng được quá nhiều. Đó là mọi người thấy được sự nỗ lực của tụi em, mọi người thấy được cách tư duy của tụi em qua buổi bài thi, và quan trọng là đây sẽ là cơ hội để cho em chứng tỏ được, cũng như là các bạn chứng tỏ được cái năng lực, cái dấu ấn, cái cá tính của mình và trong một sân khấu hoành tráng cùng với những cái sự hỗ trợ của các anh chị hàng đầu trong nghề, thì làm sao em bỏ qua cơ hội ngàn năm có một ngày một. Dạ, thì cảm ơn các anh chị rất nhiều. Biên đã dành thời gian đến đây ạ. Dạ, cũng quen luôn là em vừa mới đăng ký tham gia một cái khóa học tiếng Anh của một trung tâm quốc tế. Thì nó một số tiền rất là lớn, thì em kể với các bạn nghe, các bạn đều nói là em ngu. Bảo tự nhiên khi không mà đi học tiếng Anh chi, mình nói được, mình giao tiếp được, kỹ năng speaking, reading, listening của mình tốt, tại sao không nhờ gia sư, không nhờ các bạn, gọi những người bạn, người nước ngoài của mình ra nói chuyện. Nhưng em xin phép thưa là không thể nào mình tìm được một cái sân chơi nào đó mà tất cả các yếu tố mình cần đều tụ lại một điểm, dù là bằng bất cứ giá nào. Nhưng những người bạn chúng tôi gặp ở môi trường đó, những người thầy đủ chuyên môn trong môi trường đó, và cả cái môi trường sinh ra cái môn học đó, nó không thể nào bằng được cái môi trường đã được đào tạo bài bản. Thì Hà Trinh cũng so sánh là cái chương trình án bài này đó là cái trung tâm tiếng Anh đó. Và Trinh được gặp tất cả những người bạn, không biết là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp là do ai đặt ra. Bởi vì ca sĩ thì có bảng A, B, C, D, nhưng chắc gì chúng ta biết được ở bảng D họ hát thay bằng bảng A hay ngược lại. Thì Trinh cũng nghĩ là mức độ đo về danh tiếng hay bảo vệ thương hiệu nó chỉ là một phần thôi. Quan trọng là khả năng của chính mỗi người, họ có tự đánh giá được năng lực của họ không. Và đến đây tụi em không coi tụi em là dân chuyên nghiệp, bởi vì tụi em cũng vấp váp y chang những lỗi mà các bạn thiếu chuyên nghiệp vấp phải. Và em nghĩ rằng các bạn ở bảng tiềm năng giỏi hơn tụi em rất nhiều lần ở những lĩnh vực khác nhau. Và tụi em muốn đánh bật tất cả mọi người rằng tại sao một MC thì không thể viết lá thư tình rồi đốt giống như chị Điêu làm ở tình Bolero với quý vị. Tại sao một MC thì không thể nào vừa đọc rap vừa dẫn chương trình như Justin làm? Và tại sao một MC không được vừa uống rượu vừa nói như là cách của Phong Linh đã khiến quý vị bị thu hút? Một MC có thể làm bất cứ điều gì, chúng tôi có thể hát, có thể nhảy, có thể lột đồ, có thể làm ảo thuật, bất cứ điều gì, mọi thủ đoạn để cho chương trình của chúng tôi hay, khán giả yêu chúng tôi. Bởi vì đằng sau sự thành công là tình yêu của truyền thông, và chúng tôi vẫn thấy khao khát và chưa đủ. Cảm ơn anh Hiếu rất nhiều.